Theo quan niệm của người xưa, đu đủ được xem là loại trái cây chưng Tết thể hiện một cuộc sống đủ đầy. Giống đu đủ có vỏ màu vàng càng được ưa chuộng hơn bởi màu vàng sẽ đem lại sự thịnh vượng. Do giống đu đủ vàng còn hiếm ít người trồng và chỉ trồng bán trái cây chưng ngày Tết nên đu đủ vàng luôn hút hàng và có giá cao. Hiện nay thương lái đến tận vườn ở huyện Cái Bè đặt cọc mua đu đủ vàng với giá 10.000 đồng một ký, trong khi đu đủ vàng rất sai trái. Với giá này, nông dân trồng đu đủ vàng rất phấn khởi vì sau khi trừ chi phí không nhiều, nông dân có thể thu lãi hơn 100 triệu đồng một hecta chỉ mỗi đợt bán Tết. Theo nhiều nông dân cho biết, muốn cho đu đủ vàng thu hoạch đúng vào dịp Tết, hàng năm vào tháng 3 âm lịch bắt đầu dùng hạt để ươm cây giống và đến tháng 4 âm lịch bắt đầu trồng. Tết Quý Mão 2023, nông dân huyện Cái Bè trồng hơn 10 hecta đu đủ vàng, chủ yếu tập trung nhiều nhất ở xã Tân Hưng, Tân Thanh, Mỹ Đức Tây, Hòa Khánh và Mỹ Đức Đông. Hiện nay các vườn đu đủ ở Cái Bè đã được thương lái đến đặt hàng toàn bộ nên người trồng đu đủ rất phấn khởi.